Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay em có một chuyến đi ngang, đây là ngã tư Phú Thứ thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha cả nhà. Bây giờ thì mình đi về hướng cầu Ông Thời tiết bây giờ là lúc khoảng 7 giờ rưỡi sáng nha cả nhà. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi theo chân mình để tiếp tục khám phá cuộc hành trình đầy thú vị trong ngày hôm nay nhé. Các bạn có thấy cổng chào phía trước không ạ? Cổng chào này là chuẩn bị kết thúc địa phận thị xã Bến Cát và chúng ta đang đi vào địa phận thuộc phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một nha các bạn. Các bạn nhìn về phía bên trái sẽ thấy cầu Ông Cộ mới rất là đẹp. Thật ra thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến xem cụ bà 86 tuổi mà còn gánh một gánh bánh mì đi bán, mà bán một ổ chỉ với giá 5.000 đồng một ổ. Cho nên mình chuẩn bị mua một ít bánh kẹo để tới thăm cụ cũng như là mua bánh mì ủng hộ cụ. Mình sẽ tấp vào phía lề bên phải để xem bà cụ ngồi bán ở chỗ nào nha. Hôm trước là mình thấy bà cụ ngồi bán là trước cổng nhà bán chậu kiển và đối diện với lại trung tâm văn hóa của phường Tân An hay là nhà văn hóa gì đó. Mình không nhớ nhưng mà mình tìm xem. Đây là chỗ chỗ bán chậu nè cả nhà ơi, nhưng mà hình như hôm nay bà không có bán hay sao, rà nãy giờ không thấy. Rồi mình chạy thật là xa tới phía đằng này luôn rồi mà không thấy bà bán luôn cả nhà ơi. Sẵn mình chạy lại phía Đại Nam mình thăm Đại Nam luôn nha cả nhà. Đây là cổng sau Đại Nam nè. Bây giờ mình quẹo vô nha.
Khung cảnh êm lềm và tĩnh lặng. Mình sẽ chạy sâu vào bên trong để xem thử như thế nào nha. Đã tới cổng trường đua Đại Nam nha. Đây là khu vực của trường đua, rất là rộng nha các bạn. Ở rất là gần Đại Nam, nhưng mà lâu lắm mà hôm nay mình mới có dịp ghé lại thăm. Vắng vẻ lắm cả nhà ơi, chắc là ban ngày hay là hên như thế nào. Trước đây thì mình không biết là ban ngày có vắng như thế này hay không, nhưng mà bây giờ thì vắng lắm. Chỉ có một vài người bảo vệ đứng trực tại các cái chỗ phân công trực thôi. Tới cái cổng Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Cổng này đi vào bên trong thì sẽ có các cái khu vui chơi phía bên trong. Tới khu vực dịch vụ nè các bạn, có bảo vệ ra để đón mình vào nè. Bây giờ thì mình quay ra nha cả nhà. Mình sẽ chạy ra cổng để đi về. Hôm nay thì mình chưa giới thiệu đến được cho cả nhà cùng xem cụ bà 86 tuổi gánh bánh mì đi bán mà chỉ với giá 5.000 đồng một ổ, rất là tội nghiệp. Thì chắc là bà cụ ốm hay như thế nào đó, bà sẽ bán lại trong dịp gần nhất thì mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nhé.